Dự thảo luật crypto của EU vẫn nói không với lệnh cấm Proof of Work trước thêm đàm phán sắp diễn ra. Thành viên Quốc hội Ấn Độ kêu gọi xem xét lại việc đánh thuế tiền điện tử tại quốc gia này. Thủ tướng Nga ủng hộ việc tích hợp tiền mã hóa vào nền kinh tế quốc gia và kêu gọi các bên nhanh chóng triển khai. Coinbase chuẩn bị mua lại chủ sở hữu sàn giao dịch tiền điện tử lớn thứ hai tại Brazil. Mời các bạn cùng đến với bản tin chuyển động crypto 24 giờ tối nay. Cụ thể, vào đầu tháng 3, các nhà lập pháp EU đã nhất trí loại bỏ một điều khoản cấm gây tranh cãi những đồng coin sử dụng thuật toán đồng thuận Proof of Work, chủ yếu nhắm đến Bitcoin và Ethereum trong dự luật các thị trường trong ngành tài sản tiền mã hóa. Về cơ bản, MiCA là dự luật then chốt tạo ra khung quản lý chung cho quá trình áp dụng tiền mã hóa ở châu Âu. Tuy nhiên, chỉ sau đó một tuần, những đề xuất cấm lại bất ngờ quay trở lại với dự luật, khiến cộng đồng nhà đầu tư không khỏi hoang mang, đặc biệt trong bối cảnh EU đang mở rộng phạm vi trừng phạt đối với Nga và Belarus, kể cả trên lĩnh vực tiền mã hóa. May mắn thay, cuối cùng các điều khoản cấm được đề cập đã bị đánh bại trong một cuộc bỏ phiếu kín của Ủy ban vào ngày 14 tháng 3. Song đây chỉ được xem là một chiến thắng pháp lý tạm thời cho các đồng coin Proof of Work vì nội dung của MiCA sẽ được thảo luận, chỉnh sửa và bổ sung thêm từ Nghị viện, Hội đồng và Ủy ban châu Âu. Lok Sabha, Hạ viện Ấn Độ đã thông qua dự luật tài chính 2022 vào thứ Sáu, bao gồm đề xuất đánh thuế thu nhập tiền điện tử ở mức 30% và áp thuế 1% được khấu trừ tại nguồn đối với mọi giao dịch tiền điện tử. TDS 1% sẽ có hiệu lực vào ngày 1 tháng 7, trong khi thuế thu nhập 30% sẽ bắt đầu đánh vào ngày 1 tháng 4. Thành viên Quốc hội Rajesh Pardi đã nêu lên những lo ngại về TDS 1% đối với các giao dịch tiền điện tử. Ông đã giải thích trên tờ Lok Sabha rằng thuế này sẽ giết chết ngành công nghiệp tiền điện tử như thế nào. Ví dụ, ông nói rằng nếu người dùng mua tiền điện tử, sau đó chuyển tiền vào ví và sử dụng chúng để mua tài sản không thể thay thế, người dùng sẽ bị tính phí TDS 1% ở mỗi giai đoạn. Việc áp đặt TDS 1% ở cả 3 giai đoạn sẽ giết chết ngành công nghiệp còn non trẻ tại quốc gia này. Tuy nhiên, Bộ trưởng Tài chính Ấn Độ Nirmala Sitharaman tuyên bố rằng TDS 1% trên tiền điện tử là dành cho mục đích theo dõi và không có gì quá ngạc nhiên. Giám đốc điều hành Tesla và SpaceX, Elon Musk nói rằng ông đang suy nghĩ nghiêm túc việc tạo ra một nền tảng truyền thông xã hội mới với ưu tiên hàng đầu là tự do ngôn luận, cho rằng Twitter đóng vai trò như một diễn đàn trên thực tế. Việc không tuân thủ các nguyên tắc tự do ngôn luận về cơ bản làm suy yếu nền dân chủ, tỷ phú Tesla nói. Một nền tảng xã hội mới với thuật toán nguồn mở, nơi ưu tiên hàng đầu về tự do ngôn luận và giảm thiểu những tin tức mang tính định hướng là những gì mà vị tỷ phú giàu nhất thế giới đang muốn hướng đến. Ý tưởng này là hoàn toàn có thể thành hiện thực bởi hiện nay có một số nền tảng được xây dựng với các giao thức mã nguồn mở, phi tập trung, chẳng hạn như Gab và Truth Social, một nền tảng được cựu Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đưa ra gần đây sau khi Twitter cấm ông. Theo CNBC, Bộ trưởng Tài chính Anh Rishi Sunak dự kiến sẽ đưa ra thông báo trong những tuần tới về chế độ quản lý mới đối với tiền mã hóa, mặc dù chi tiết của các kế hoạch vẫn đang được hoàn thiện. Tuy nhiên, nguồn tin cho biết khung quy định có khả năng tạo điều kiện thuận lợi cho ngành, cung cấp sự rõ ràng về mặt pháp lý cho lĩnh vực mà cho đến nay hầu như vẫn chưa có ràng buộc cụ thể nào. Theo thông tin ghi nhận, quan chức Bộ Tài chính nước này thể hiện tâm lý sẵn sàng để đi sâu nghiên cứu vào phạm vi stablecoin thông qua việc thảo luận với một số công ty nổi tiếng trên thị trường, bao gồm cả sàn giao dịch tiền mã hóa Gemini, nền tảng đã phát hành stablecoin của riêng mình, được đặt tên là Gemini. Động thái này hoàn toàn phù hợp với khung quy định mang tính bước ngoặt của Liên minh châu Âu đối với tiền mã hóa gần đây, hiện đang chuyển qua quy trình lập pháp phức tạp hơn sau khi dự thảo luật MiCA có điều khoản cấm Proof of Work bị bác bỏ, cũng nhấn mạnh nhiều vào việc giám sát đối với stablecoin. Các nhà chức trách Nga đang tiến tới việc thông qua khung pháp lý toàn diện cho tiền mã hóa. Phương pháp tiếp cận cởi mở của Bộ Tài chính ủng hộ việc hợp pháp crypto đã và đang giành được sự ủng hộ từ nhiều tổ chức và quan chức chính phủ khác, thậm chí còn nhiều hơn hiện nay, khi Nga phải đối mặt với các biện pháp trừng phạt chưa từng có đến từ phương Tây, nhắm thẳng vào hệ thống tài chính quốc gia. Vào cuối tháng 2, chính phủ liên bang đã thông báo chấp thuận dự luật hợp pháp hóa đầu tư crypto mới nhất của Bộ Tài chính Nga. Chuỗi sự kiện này vốn khá phức tạp, bắt đầu khi Bộ Tài chính và Ngân hàng Trung ương Nga được Tổng thống Putin chỉ đạo cùng nhau phát triển xây dựng một khung pháp lý mới, dự kiến ra mắt vào ngày 18 tháng 2. Tuy nhiên, do cả hai bên đã tranh cãi vô cùng dữ dội, khiến dự thảo luật đã bị trì hoãn đến nay. Nhận xét về những nỗ lực áp dụng một chế độ đặc biệt cho hoạt động crypto, Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin tuyên bố chính phủ đã xem xét đề xuất trên rất chi tiết.
Trong cuộc họp với các nhà lập pháp từ Đảng Dân Chủ Tự Do của Nga tại Hạ viện, ông nêu rõ, tất nhiên, cần phải tích hợp cơ chế lưu thông tiền mã hóa vào hệ thống tài chính của quốc gia. Đồng thời, Mr. Steen nhấn mạnh các vấn đề liên quan chỉ có thể được giải quyết khi có sự tham gia của Ngân hàng Trung ương Nga. Theo quan điểm của ông, Ngân hàng Trung ương phải đánh giá những rủi ro mà tiền mã hóa tạo ra. Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ Kirsten Gillibrand và Cynthia Lummis đang làm việc cùng nhau về một khuôn khổ quy định trên diện rộng về cách ngành công nghiệp tiền điện tử nên được quản lý. Họ giải thích vào thứ Năm tại một sự kiện Political Live. Thượng nghị sĩ Gillibrand mô tả công việc chúng tôi đang làm sẽ là một cuộc đánh giá rất phức tạp và chuyên sâu về các khía cạnh khác nhau của ngành này. Một số bộ phận sẽ được quản lý theo CFTC, Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai. Một số bộ phận sẽ được điều chỉnh theo SET, Ủy ban Chứng khoán và Hối đoái. Một số bộ phận chúng tôi sẽ cần xem xét rộng hơn. Nhìn chung vẫn còn cần nhiều đánh giá hơn nữa, cô ấy nói thêm. Hai thượng nghị sĩ đang nói chuyện với các bên liên quan, các nhà quản lý và các chuyên gia trong ngành để mọi tiếng nói đều là một phần của quy trình lập pháp này, Gillibrand nhấn mạnh. Thượng nghị sĩ Lummis đã được hỏi liệu CFTC sẽ có vai trò lớn hơn trong khuôn khổ tiền điện tử mới hay không. Cô ấy trả lời, câu trả lời chắc chắn là có. Khi bạn nhìn vào Bitcoin và Ethereum nói riêng, tôi thấy khá rõ ràng rằng đó là hàng hóa. Có thể thấy, quy định về tiền điện tử sắp được đưa ra tới đây rất rộng và phổ quát, mang đến cái nhìn cụ thể hơn cho tất cả mọi người. Sàn giao dịch tiền điện tử Coinbase Global đang đàm phán để mua 2TM, chủ sở hữu của Mercado Bitcoin, sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất Brazil. Theo báo cáo không trích dẫn nguồn, các cuộc đàm phán giữa Coinbase và 2TM đã diễn ra từ năm ngoái và một thỏa thuận có thể được công bố vào cuối tháng 4. Mercado Bitcoin đã đạt được 3,2 triệu khách hàng vào năm 2021, trong đó 1,1 triệu đã được bổ sung vào năm ngoái. Công ty nói thêm rằng, khối lượng giao dịch của sàn đạt khoảng 7,1 tỷ đô la vào năm 2021. Vào tháng 6, 2TM đã huy động được 200 triệu đô la trong vòng tài trợ Series B và 50 triệu đô la trong vòng thứ hai vào tháng 11. Định giá công ty là 2,1 tỷ đô la. Trong bối cảnh bùng nổ việc áp dụng tiền điện tử ở Brazil, các sàn giao dịch toàn cầu như Coinbase, Binance và Crypto.com đã chuyển sự chú ý của họ sang quốc gia Mỹ Latin. Greenwich Generation Holdings, chủ sở hữu của một trung tâm khai thác tiền điện tử lớn ở ngoại ô New York, vừa gọi thành công 100 triệu đô nhằm hỗ trợ cho các hoạt động phát triển của công ty ở Mỹ. Khoản tài trợ bao gồm khoản vay 81,4 triệu đô la từ một chi nhánh của NYDIG và một kỳ phiếu trị giá 26,5 triệu đô la với một chi nhánh của B. Riley Financial, Inc. Công ty đang có kế hoạch tăng gấp 3 công suất trung tâm dữ liệu của mình lên 4,7 EH trên một giây trong năm nay, với phần lớn việc mở rộng công suất tập trung bên ngoài địa điểm ban đầu của công ty ở New York. Theo một tuyên bố đưa ra hôm thứ Năm, Greenwich gần đây đã bắt đầu khai thác Bitcoin tại một địa điểm mới ở Nam Carolina. Theo công ty, địa điểm mới đã chiếm 15% tỷ lệ BOM tổng hợp sau 3 tháng. Giám đốc điều hành Jeff Crutch của Greenwich cho biết, những khoản tài trợ này phù hợp với chiến lược ban đầu của Greenwich là sử dụng vốn không pha loãng để tài trợ cho việc mở rộng quy mô của chúng tôi. Greenwich hiện đang chờ quyết định từ Bộ Bảo tồn Môi trường về việc gia hạn giấy phép của họ đối với cơ sở khai thác ở vùng hồ Finger của New York. Quyết định sẽ được đưa ra trước ngày 31 tháng 3. Sau đây sẽ là một số tin vắn trong ngày. Chromia sẽ góp mặt tại tuần lễ NFT Miami với tư cách là nhà tài trợ chính. Chương trình diễn ra tại trung tâm hội nghị Mana Queenwood. Được biết, hội nghị NFT được mong đợi nhất hành tinh này sẽ quy tụ toàn những diễn giả đầu ngành NFT. Người đứng đầu thành phố sẽ có lời phát biểu tại hội nghị với sự tham gia của các nhân vật nổi tiếng khác, bao gồm Angela Anthony, Mark Cuban và Grant Cardone. Nhóm hack Anonymous được cho là đã công bố một lượng lớn dữ liệu thuộc về Ngân hàng Trung ương Nga. Việc phát tán được tiến hành sau khi nhóm này thông báo rằng họ đã tấn công Ngân hàng Trung ương của Nga vào đầu tuần này. Tuyên bố này trước đó đã bị cơ quan quản lý tiền tệ ở Moscow bác bỏ. Động thái này của Anonymous được xem là kết quả từ cuộc chiến tranh mạng đối với Liên bang Nga về quyết định xâm lược Ukraine. Nhóm này đe dọa làm gián đoạn mạng Internet của Nga, nhắm mục tiêu vào các trang web của Điện Kremlin, Duma Quốc gia và Bộ Quốc phòng cũng như các kênh truyền hình nhà nước của Russia Today và một số nền tảng phát trực tuyến. Sáng ngày Chủ nhật, số Bitcoin trị giá 3,65 triệu đô la được khai thác vào năm 2011 đã được chuyển đi lần đầu tiên sau 11 năm. Phiên giao dịch kể trên đã được ghi lại bởi trình phân tích cú pháp blockchain btcbrowser.com. Dữ liệu cho thấy 50 Bitcoin được gửi vào Chủ nhật có nguồn gốc từ Bitcoin đã khai thác được phát hành vào ngày 30 tháng 1 năm 2011. Điều thú vị là số Bitcoin này hoàn toàn hợp pháp và không có vấn đề về quyền riêng tư nào được phát hiện theo công cụ của blockchain.
Với sự phát triển nhanh chóng của công nghệ cũng như Web3 và DApp, TwoNFT đã quyết định tung ra nền tảng Webtoon phi tập trung kết hợp với TwoMix. Đây là một trong những nền tảng Webtoon lớn nhất ở Hàn Quốc. Công ty sẽ bắt đầu chuyển dần sang kỷ nguyên mới của các ứng dụng được xây dựng bằng công nghệ blockchain. TwoNFT là ứng dụng Webtoon phi tập trung với mục tiêu tổng thể là mang đến sự tự do và minh bạch cho toàn bộ ngành. Mục đích chính của TwoNFT The App là tạo điều kiện thuận lợi cho việc chuyển đổi từ các nền tảng tập trung sang hệ sinh thái phi tập trung. Trong đó, các nhà sản xuất nội dung có thể kiếm được lợi nhuận bằng cách NFT easing từ Webtoon của họ và trao đổi chúng trên thị trường B2B NFT. Thị trường tiền mã hóa chiều nay tiếp tục duy trì đà tăng trưởng. Vốn hóa thị trường tính đến 5 giờ chiều cùng ngày đang giữ ở mức 2,2 nghìn tỷ đô la, tăng 5,2% so với ngày hôm qua. Bitcoin hiện đang giao dịch quanh mốc 47.054 đô, tăng 5,6%. Ethereum cũng ghi nhận mức tăng đáng kể 5,9% và hiện đang được trao đổi trong khoảng 3.330 đô. Binance Coin đang giữ ở ngưỡng 433 đô. Nếu cảm thấy bổ ích, đừng quên like, share, đăng ký kênh để nhận được những bản tin mới nhất về tình hình thị trường crypto trong 24 giờ qua. Xin chào và chúc mọi người có buổi tối an lành.